ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì buổi họp báo cung cấp thông tin báo chí về đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng lần thứ tư năm 2024. Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng lần thứ tư với chủ đề Các dân tộc đoàn kết phát huy nội lực tiềm năng để phát triển bền vững sẽ diễn ra trong 2 ngày 26 và 27 tháng 9 năm 2024 tại thành phố Đà Lạt. Với sự tham dự của 336 đại biểu trong đó có 250 đại biểu chính thức đại diện cho các dân tộc thiểu số trong tỉnh. Đại hội nhằm tổng kết đánh giá kết quả phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2019-2024, đồng thời đề ra phương hướng mục tiêu phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong giai đoạn tới. Đại hội cũng là dịp tôn vinh, biểu dương các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong cộng đồng các dân tộc thiểu số anh em, nhằm khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tinh thần tự lực, tự cương, và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân. Qua đó tạo nên khí thế thi đua số nổi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân, thúc đẩy sự đoàn kết và tinh thần phấn đấu về sự phát triển chung của tỉnh. Trong khuôn khổ đại hội sẽ có các hoạt động chào mừng quan trọng như lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ, dân hương tưởng nhớ Bác Hồ, tham quan bảo tàng Lâm Đồng và triển lãm thành tựu phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số. Chương trình nghệ thuật đặc sắc cũng sẽ được tổ chức nhằm tôn vinh những đóng góp to lớn của cộng đồng các dân tộc thiểu số đối với sự phát triển của tỉnh. Trước đó, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số 12 huyện thành phố trên toàn tỉnh đã diễn ra vào tháng 6 với sự tham dự của hơn 2.200 đại biểu. Thông qua đại hội, đã có hơn 130 tập thể và hơn 300 cá nhân được khen thưởng vì có nhiều đóng góp trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn 2019-2024 phát biểu tại buổi họp báo ông nguyễn ngọc phúc phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đã cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí quan tâm dành tình cảm cho sự kiện đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lâm đồng lần thứ tư qua đó mong muốn các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương tiếp tục hỗ trợ công tác tuyên truyền trước trong và sau đại hội về nội dung mục đích ý nghĩa và kết quả của đại hội những thành tựu của đồng bào dân tộc thiểu số trong xây dựng nông thôn mới phát triển kinh tế xã hội gương người tốt việc tốt học và làm theo bác tuyên truyền quá trình diễn biến của đại hội trên các phương tiện thông tin đại chúng thể hiện sự quan tâm của đảng và nhà nước đối với đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh lâm đồng